Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà ngang 5 mét đẹp như thế này mà chỉ có 3 tỷ thôi. 3 tỷ là mức giá mà vừa mới cập nhật thôi quý anh chị nha. Còn giá lúc trước là 3 tỷ 8. Đấy là dám chắc với anh chị luôn. Anh chị xuống đây hỏi hàng xóm xem đúng không. Tại vì sao ạ? Thông tin em Hải đưa là chính xác. Căn nhà này lúc trước á, là kêu 3 tỷ 8. Nhà mình ngang 5 mét mà, đường trục chính. Nghĩa là căn nhà mình được nằm trên con đường đẹp nhất ở trong cái khu dân cư này. Bây giờ anh cần bán lắm rồi. Anh giảm luôn 800. Bây giờ là 3 tỷ anh chị nhá, anh chị nghe không nhầm đâu. 3 tỷ là giá còn bớt chứ không phải là 3 tỷ là giá bán đâu. Em quay như vậy là anh chị thấy căn nhà này là đẹp như thế nào rồi đó. Mê luôn. Ở trong khu này hôm rồi em bán mấy căn, cứ quay lên là bán, cứ giá rẻ là bán anh chị nhá. Nhà 3 tỷ mà trong khu này mà ngang 5 mét là không có. Hôm giờ em có quay mấy căn là ngang 4 mét. Đấy là bán luôn rồi anh chị ạ. Mà đường nhánh thôi. Còn căn này là đường trục chính. Đường trục chính nghĩa là cái đường đẹp nhất trong cái khu này, cái đường chính ở trong cái khu này. Nhà mình ngang 5 thì đây là điểm cộng chưa ạ? Đấy. 4 phòng ngủ anh chị nhá. 4 phòng ngủ anh chị nhá. Rộng rãi thoải mái. Căn này 75 mét cơ. 75,5, nếu mà nói đúng là 75,5 mét. Trời đang mưa xíu xíu quý anh chị, vừa mưa vừa nắng. Nói chung là hôm nay em đi quay buổi chiều. Đấy, căn này rẻ quá. Anh chủ nhà anh vừa báo giảm giá luôn nên em xuống em quay luôn. Nhà tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà mình là ngay ngã tư Bình Chuẩn, ngay ủy ban phường Bình Chuẩn, ngay giáo xứ Bà Trà. Ba vị trí em vừa nêu tên anh chị ơi, dưới 500 mét giúp em ha, từ 300 đến 500 mét quay đầu thôi. Đó. Hai lầu một trệt cho quý chị, nhà xây mới 100%, chưa ai ở nha. Nhà ngang 5 mét, căn này thì đẹp tuyệt vời. 75,5 mét vuông, thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Anh chị có thể gặp chủ nhà để thương lượng thêm. Giá này là 3 tỷ là còn bớt thêm, mặc dù ngày xưa là 3 tỷ 8. Đây. Nguyên cái khu như thế này thì anh chị thấy có mê không? Đó. Đường này 13 mét tính cả vỉa hè cây xanh giúp em ha. Đường thông bần cờ, thông hai đầu. Đường này là đường đẹp nhất trong cái cả cái khu này là toàn nhà lầu nhá quý chị nhá. Không có nhà cấp 4, không có nhà tạm nhá. Chỉ xây hai lầu thôi. Khu này là như vậy quý chị nhá. Quá đẹp. Ngang 5 mét thì chỉ có mấy căn ở chỗ này thôi. Còn đâu là ngang 4 hết quý chị, cả cái khu này này. Đấy, trước giờ anh chị xem video của em Hải nhiều anh chị sẽ biết nhá. Phần đa là ngang 4 hết thôi. Đấy. Mà ở trong đây á, là căn này lên tới 75,5 mét. Đó, đẹp quý chị nhá. Đấy. Rất đẹp, rẻ. 3 tỷ thì em cam kết luôn, cam kết với anh chị ha. Không phải tự nhiên mà cam kết đâu anh chị. Cái nào rẻ là phải cam kết để cho anh chị mình đi xem. Thông tin em Hải đưa là đúng là đủ, là chính xác, là minh bạch, là công khai. Có như nào review như đó quý anh chị nha. Tránh mất thời gian của anh chị nha. Em Hải là review chính xác, minh bạch, công khai. Đấy, em không làm mất thời gian anh chị đâu. Nên là để mà đỡ mất thời gian của anh chị thì hãy xem kênh của em Hải, hãy đăng ký kênh. Tại vì kênh của em Hải là đưa thông tin chính xác, đầy đủ với chị. Có như nào em quay như vậy, tại vì sao? Nếu mà anh chị không thích á, mình nói sai, ví dụ mình nói sai mà anh chị xuống anh chị không thích thì anh chị đâu có mua đâu. Mất công, mất thời gian của anh chị mà mất công cả của em. Đấy, nên là em quay nó phải đúng. Quay đúng để làm gì ạ? Để khi anh chị xuống á, là tỷ lệ chốt sẽ cao hơn. Đấy quý anh chị nha. Mặc dù là mình mua bán là phải có duyên, thuận mua vừa bán giá cả nữa quý anh chị. Còn giá em Hải đưa là 3 tỷ là giá chính chủ. Giá này là giá còn bớt, giá bán chắc chắn sẽ dưới 3 tỷ. Dám chắc 100% với anh chị luôn. Và dám chắc với anh chị mình, cam kết với anh chị mình, trên thị trường không có căn nào giá này với bề ngang 5m và diện tích là 75m, 75,5 mà thổ cư hết, sổ hồng riêng, không bao giờ có. Nhà mình là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, gần ngã tư Bình Chuẩn, gần ủy ban phường Bình Chuẩn, gần giáo xứ Bà Trà. Nếu anh chị nào cần mua nhà gần những cái vị trí em Hải vừa liệt kê, anh chị ơi hãy chọn ngay căn này. Mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê, mua làm gì cũng được, tại vì nhà này là giá rẻ, trên thị trường không có, đúng không ạ? Anh chị ơi xuống cứ phải hỏi hàng xóm. Nếu mà đúng mà căn này 3 tỷ mà trên thị trường rẻ thì anh chị vui lòng ủng hộ giúp em Hải nha. Đấy, em chỉ cần có vậy thôi. Đấy. Nhà là nhà mới 100%. Phường Bình Chuẩn mà quý anh chị, thì nghe tới phường Bình Chuẩn là anh chị biết rồi, ủy ban phường Bình Chuẩn. Ngay khu vực ngã tư Bình Chuẩn thì gần như là tiện ích không thiếu gì anh chị nhá. Từ trường học và chợ, và bên cạnh đó là có giáo xứ ha, giáo xứ Bà Trà đó quý anh chị ha, nhà thờ Bà Trà đó. Đấy, thì nếu mà anh chị nào mà đang mong muốn tìm một căn nhà gần khu vực giáo xứ Bà Trà thì căn này. Cái đèn em quay thì nó nháy nháy vậy thôi quý chị nha, nhưng mà thực tế thì nó không có nháy đâu nha. Đấy, đẹp lắm, cái đèn chùm này quý chị thấy không? Ở trên giáp vàng luôn ha, sử dụng đèn led và có quạt trần cho anh chị mình luôn. Tặng kèm cho quý anh chị mình bộ bàn ghế sofa này, bộ bàn ghế ở đây là tặng kèm. Đó, quá ok ha. Anh chị ạ, hãy đi xem ngay căn nhà này. Em dám chắc anh chị là đúng là trên thị trường không có đâu. Anh chủ này anh đang rất cần bán lắm, anh giảm hẳn luôn 800 triệu để bán cho bằng được đó quý chị ha. Rồi hôm giờ là em cứ quay phim trong đây là em bán được á, nó cũng có duyên đó quý chị. Nên là anh chủ nhà anh cũng thích á. Nên là anh cũng mong muốn là gửi cho em Hải để bán được quý chị nhá. Người ta cũng đang rất là mong muốn được bán.
được bán căn nhà này để lấy tiền theo công việc. Cầu thang đây để một bên, ở phía trên cái hành lang rộng rãi và thoải mái quá chị nhá. Đó. Em Hải sẽ quay giống như là chi tiết nhất để cho giống như anh chị đang đi xem thực tế ha. Anh chị ơi, mình ở xa mình hãy đăng ký kênh của em Hải để xem video trước ha. Nếu mà phù hợp thì hãy đi xem, còn không thì thôi đỡ mất thời gian của anh chị. Đấy. Cái này, chính trời này quý chị. Nhà vệ sinh này. Đó, nhà vệ sinh mình bên đó. Căn này quý chị, ở phía trên là phòng ngủ rộng rãi thoải mái nhá. Nhà mình thì như thế này anh chị, ở sau này nó hơi xéo nha, quý chị nhá, ở phía sau này hơi xéo đó. Đó, báo trước cho anh chị mình xem luôn. Anh chị cứ alo cho em đi, em gửi sổ qua cho anh chị mình xem nhá. Em sẽ gửi sổ đầy đủ hết thông tin hình ảnh thực tế cho anh chị mình. Còn anh chị tìm giúp em ngã tư Bình Chuẩn này, ở Ủy ban phường Bình Chuẩn này, giáo sư Bà Trà, đó là ra vị trí nhà nhá. Nếu mà ra Ủy ban phường Bình Chuẩn với ngã tư Bình Chuẩn là 300m, còn nếu mà lên giáo sư Bà Trà là 500m, đúng 100%, không sai không lệch. Đây, hành lang là quý chị. Cái hành lang đi lại của nhà mình này, để một bên nên rộng, nhà ngang năm mà. Chỗ này anh chị làm bàn học tập trang điểm đều được anh chị nhá. Đấy. Hai phòng ngủ ở trên lầu 1 này là có hẳn nhà vệ sinh khép kín ở bên trong để cho anh chị mình thuận tiện luôn quý chị nhá. Bây giờ phòng ngủ mà có nhà vệ sinh khép kín là auto quý chị ơi. Nhà sẽ được tặng nội thất cho anh chị mình giống như hình ảnh em quay. Nội thất ở đây là bao gồm là tủ đồ áo quý chị và giường, bàn trang điểm. Anh chị về phải sắm thêm chăn ga gối nệm anh chị nhá. Đấy. Qua wow, ok, trên trần này dát vàng hết. Nói chung là không phải là cứ em Hải quay lên là em Hải khen đâu, mà đúng thực tế anh chị ạ. Nhất là những anh chị đi xem nhà nhiều anh chị sẽ biết nha. Giờ mà ở khu vực ngã tư Bình Chuẩn, ở trong cái khu này mà anh chị kiếm ra một căn nhà ngang 5m, 2 lầu, nhà xây mới có tặng luôn nội thất cho anh chị mình, mà 3 tỷ dám cam kết với anh chị không bao giờ có ha. Trên đường này người ta bán 3 tỷ 8 hết, dám chắc luôn. Anh chị xuống đây hỏi xem đúng không nhá. Anh chị xuống hỏi là anh chị sẽ biết thôi. Đấy. Thông tin là mình cứ phải đi hỏi quý anh chị nhá. Còn nếu đúng thì ủng hộ giúp em. Thì em Hải đã ghi hình và gửi tới anh chị mình một căn nhà giá rẻ rồi ha. À, em làm môi giới ở đây nên giá cả em nắm trong lòng bàn tay. Nói với anh chị là như vậy ha. Mỗi người mỗi nghề mà. Nên là giá cả ở đâu em cũng biết anh chị nhá. Riêng khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An là hai khu vực em Hải có rất là nhiều nhà đất quý anh chị nhá. Đấy. Đất nền nhà phố biệt thự kho xưởng có hết, giá như nào cũng có quý anh chị nhá. Lô nào rẻ thì sẽ được quay phim trước, căn nào rẻ sẽ được ghi hình trước. Để chi? Để mình bán trước quý anh chị nhá. À, mấy căn này em dám chắc anh chị luôn, nếu mà anh chị nào mà theo dõi em Hải hoặc là anh chị mà biết khu vực này anh chị sẽ biết. Căn này quay lên vài hôm là bán, dám chắc luôn ha. Nhà này rẻ mà, trên thị trường không có, nói đúng là như vậy quý anh chị nhá. Bây giờ tìm một căn nhà ngang 5m mà 3 tỷ không có đâu, mà tặng luôn cho anh chị mình nội thất làm gì có, đúng không ạ? Lầu 1 thấy chưa? Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh khép kín. Đấy, em đang đi vào khu vực nhà vệ sinh quay cho anh chị mình này. À, cái gương này bật sáng được anh chị nhá, bật tắt được này. Đó, xin chào anh chị. Đó, thấy chưa? Đây, lavabo gương soi đầy đủ nhá. Đấy, bên đây là có tủ đồ áo cho anh chị mình nhá. Đó. Nếu anh chị nào mà thấy căn nhà này phù hợp với bản thân mình thì hãy đi xem anh chị nhá. Nếu được thì ủng hộ giúp em ha, cho em một lượt đăng ký kênh. Rồi là nếu mà đi xem nhà mà phù hợp mà mua được thì mua anh chị nhá, còn không mua được thôi em cũng vui, không sao hết quý anh chị ha. Mua bán nó phải vui vẻ đúng không ạ? Mua bán nó phải có duyên nữa cơ. Đấy. Ở nhà thì rẻ rồi đó, vị trí công khai hết cho anh chị mình rồi đó. Đấy. Nhà hướng chính tây, à hướng tây. Anh chị nào tây tứ trạch hợp nhá. Giếng trời này quý chị thấy rộng không? Còn anh chị nào mà đông tứ trạch là không hợp, nếu mà quan trọng hướng, còn không quan trọng hướng thì thôi. À, nói về cái vấn đề hướng thì cũng tùy, có người thì chọn hướng có người không thì cái đấy em cũng phải báo luôn để cho anh chị mình biết ha. Đấy, lầu 2, giếng trời rộng nhá. À, thêm cho anh chị mình cái phòng ngủ số 3. Ở trên này cũng thêm hai phòng ngủ phòng thờ, nhưng mà hai phòng ngủ trên đây thì không có giường anh chị nhá, không có giường đâu, nhưng mà vẫn có cái tủ đồ áo có cái tủ đồ áo âm vào tường đây rồi. Đấy, tặng kèm anh chị nhá. Nhà vệ sinh này, nhà vệ sinh thì sẽ để ở phía ngoài dùng chung cho hai cái phòng ngủ này anh chị nhá. Đây là một thiết kế khá là thông minh, quá là hợp lý anh chị nhá. À, hai phòng ngủ khép kín và hai phòng ngủ nhà vệ sinh dùng chung đấy, gọi là nhà vệ sinh rời đó quý vị ha. Đây, phòng ngủ số 4 đây này. Đấy, phòng ngủ này thì nhỏ, phù hợp cho các bé hơn đúng không ạ? Còn không thì mình làm cái kho mình để đồ để hàng. Rồi, phải có một cái sân trước cho anh chị mình. Đây này, nhà sẽ có sân trước nhá anh chị nhá. Xem được video của em Hải mà thấy nhà phù hợp thì vui lòng ủng hộ em Hải nhá. Em rất cảm ơn anh chị. Một căn nhà giá rẻ mà em đang ghi hình, em mong muốn sẽ được gửi tới anh chị ha, nhất là những anh chị đầu tư mua ở, mua kinh doanh, mua cho thuê vân vân đều hợp lý hết quý anh chị nhá. Nhà giá rẻ là phù hợp với tất cả túi tiền của toàn thể quý anh chị. Đấy, 3 tỷ nhà giá còn bớt, giá chính chủ giá còn bớt, chắc chắn mua bán sẽ dưới 3 tỷ ha. Ngang năm đó, đẹp tuyệt vời, 75,5m thổ cư hết, hai lầu một trệt, khu dân cư VIP luôn đó, sang trọng đẳng cấp quý anh chị nhá. Rồi, em rất là cảm ơn toàn thể quý anh chị.
ở Bình Dương là bây giờ đón thêm một cơn mưa nữa rồi quý anh chị này, hôm giờ nóng quá mà đúng không ạ? Đó, cập nhật tình hình luôn, anh chị nào mà xem video của em Hải là sẽ biết hôm nay trời mưa nhá. Em xin chào ạ.